Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của Mẹ Vịt Bầu. Ngày hôm nay sẽ là một cái công thức chưa từng có trên TikTok luôn, hướng dẫn trên YouTube trước luôn, hãy nhớ theo dõi nhé. Và Chan xin giới thiệu một loại bánh không cần đun nấu, đó chính là bánh sữa chua ngon như đi mua. Cần phải có một hộp phô mai con bò cười không thấy mặt trời, sữa đặc và sữa chua nữa nhé. Và nhớ mua thêm một lốc bánh sandwich, bánh mì trắng. Sử dụng bánh mì đen cũng được nhưng mà cái màu nó không có hấp dẫn lắm. Và đơn vị đo lường của ngày hôm nay chính là cái muỗng cà phê này đây. Chắc nhà ai cũng không khó để mà có đúng không? Và bước đầu tiên dễ như chuối chiên, đó chính là cắt hết tất cả những nhìm của bánh mì. Hãy sử dụng cây kéo để cho những cái đường cắt nó được rõ ràng và rành mạch. Còn nếu các bạn sử dụng dao thì cũng được, nhưng mà các cái đường cắt nó cứ hay bị tư. Nếu mà dao mà không sắc á thì lại còn khó nữa. Cho nên thôi, tốt nhất dùng kéo nhé. Tuy là mình chỉ có sử dụng phần ruột bánh nhưng mà phần rìa thì cũng đừng có bỏ đi, mình chấm với sữa ăn cũng rất ngon. Chuẩn bị một cái chén sạch và ta sẽ bỏ tất cả phô mai con bò cười không thấy mặt trời vào đây. Nhưng mà trước đó thì cả nhà nhớ rửa tay để có thể bóc vụt phô mai, bởi vì tay chúng ta sẽ dễ dàng đụng vào lắm, cho nên cứ rửa tay sạch ở trong cái mùa corona này, cẩn thận không có thừa. Nếu mà nói về số lượng thì một hộp như vậy sẽ có 8 miếng, chúng ta cần 8 miếng phô mai tất cả. Và cái bước này nhìn đơn giản nhưng không được đang giỡn đâu nha, bởi vì nó sẽ quyết định sự thành công của cái nước sốt sau này. Các bạn phải lấy cái rìa đằng sau của cái muỗng á, tán ra cho thật nhuyễn. Nhuyễn đến chừng nào thì cái nước sốt của chúng ta nó mềm đến chừng đó. Bước này nó hơi lâu và mất thời gian, bởi vì tốt nhất là cả nhà cứ nghiền từng miếng một, sau đó tất cả các miếng này nó sẽ hòa quyện trộn lẫn vào với nhau. Còn nếu mà nhà ai mà có máy xay sinh tố thì quá tuyệt vời, cho vào quay vèo vèo ào ào cái là xong luôn cái hỗn hợp sốt. Còn nếu không thì cứ làm bằng tay cũng có cái hay mà. À, các bạn có thể thắc mắc là ở trong các công thức khác sao thấy có gelatin nè, có bột bắp dùng để kiểu nó đông lại á, trong công thức này thì không có. Thật ra là bởi vì đây là một cái công thức không cần đun nấu, không cần phải chuẩn bị lâu, và đặc biệt là dành cho mẹ bầu không cần phải sợ đau lưng nữa. Và sau khi tán nhuyễn phô mai ra tanh bành rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị các nguyên liệu khác, đó chính là sữa chua nè, một hũ nè, và một cái hũ nhỏ sữa ông thọ. Đừng có thấy chị sử dụng sữa ông thọ này mà phải đi mua nha, sử dụng cái lon ông thọ là được rồi. Nhà ai có gì thì nhớ xài nấy. Hãy sử dụng cái đơn vị đo lường lúc nãy mà chị nói đó, đó chính là muỗng cà phê. Cho vào trong đây 2 muỗng cà phê sữa đặc và tiếp tục cho 6 muỗng cà phê sữa chua. Đó, nhớ nha, 2 muỗng cà phê sữa đặc và 6 muỗng cà phê sữa chua. Đừng có làm ngược lại, một là nó quá lỏng, hai là nó sẽ quá đặc đấy. Và lại đến với công đoạn cần với sự khéo léo của tay, thì cả nhà cũng có thể sử dụng một cái phới lòng để đánh. Tuy nhiên là cái số lượng nó ít quá à, bỏ phới lòng vô lát nữa mới công rửa. Cứ dùng muỗng và tán nhuyễn là được rồi. Ban đầu nó sẽ hơi lợn cợn, tuy nhiên mình cứ nhớ là mình miết cái thành của cái muỗng vào cái thành của cái tô, cái chén, và mình tán cho thật đều thì lát nữa nó sẽ hòa trộn vào với nhau thành một cái hỗn hợp rất là mịn luôn. Nhớ là phải kiên trì nhé. Đây, sau một hồi khuấy trộn kiệt sức thì cuối cùng cũng đã ra được thành phẩm đúng lúc. Để cái hỗn hợp sốt này qua một bên, chúng ta chuẩn bị tiếp các bước tiếp theo nhé. Đây chính là bao bóc ung kem hồi trước mua để đựng slam đó. Bây giờ thì lấy ra để đúng cái nhiệm vụ của nó là để đựng kem. Hãy chuẩn bị tiếp theo là một cái ly có cái bề rộng của cái miệng á, nó vừa bằng với khi chúng ta bẻ cái bịch bắt bông kem này xuống. Nếu không muốn bị tèm lem thì chịu khó sử dụng bịch bắt bông kem nha. Còn nếu mà nhà ai không có bịch bắt bông kem thì cũng có thể cắt cái một cái cạnh của một cái bao bóng hình chữ nhật. Nhớ nha, chứ đừng có cho vô cái bao ni lông bình thường. Trời ơi, làm sao mà bắt bông kem được bằng cái đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp sốt lúc nãy mình vừa bỏ qua một bên, bây giờ kéo ngược lại và cho hết vào trong cái bao bắt bông kem này. Chị nghĩ chắc tầm khoảng cỡ 200-250ml à, không có nhiều hơn được đâu. Và đó, sau khi cho tất cả các sốt vào rồi thì bây giờ là lúc mà chúng ta cần phải làm sạch cái chén này. Đừng có đem đi rửa uổng quá à, cái nước sốt này cũng ngon lắm chứ bộ. Cho hết cái thành bìa của bánh mì vào, sau mình chấm mình ăn hết đi cho béo. Trời, may quá, nhờ cái ly giữ bao bắt bông kem này mà nó không có bị tèm lem. Bây giờ mình sẽ dùng một cái gì ta? À, một cái sợi dây thun, mình thắt thiệt là chặt lại. Sau đó mình sẽ bỏ vào trong ngăn đá trong vòng 10 phút để cho nó đông lại. Bởi vì hiện tại bây giờ cái nước sốt nó đang rất là mềm, vì mình đảo trộn nãy giờ mà. Trong đó lại còn có phô mai với lại sữa chua nữa. Để vào rồi thì nhớ lấy ra, không thôi nó sẽ đông thành đá vì nó lạnh như cá. Bây giờ chúng ta sẽ tự chế một cái đồ rất là thú vị, đó chính là cái đồ cán. Nếu mà nhà ai có sẵn cái thanh cán rồi thì cần gì đúng không? Nhưng mà ở nhà chị không có sẵn, nên là chị đã sử dụng một cái chai sâm banh, sau đó bao cái màng bọc thực phẩm ở bên ngoài và chúng ta sẽ cán dẹp lép những cái miếng bánh mì ra. Các bạn cũng có thể làm theo hoặc là dùng cái muỗng múc canh rồi mình cán cũng được, không sao hết. Rồi, lần lượt dùng cái cây cán bột tự chế này mình cán hết nguyên một bịch bánh mì đi nha. Bây giờ tất cả mọi thứ đều ra dẹp lép cho con tép. Chúng ta sẽ sử dụng cái sữa đặc còn dư á, mình sẽ trét vào ba cái cạnh, tất cả ba cạnh thôi nha, chưa lại một cạnh để lát nữa còn bơm kem. Ba cạnh này chúng ta sẽ miết thật là kỹ, cho ít ít thôi, đừng có cho nhiều quá, nó ướt thì nó khó dính với nhau. Khi mà tham khảo công thức trên mạng thì có một số chị nói là sử dụng nước thường cũng được. Tuy nhiên là bởi vì chị nghĩ là sữa đặc nó sẽ dính nhiều hơn, cho nên là sử dụng sữa đặc chị thấy dính rất là tốt, nên các bạn cứ sử dụng theo chị nhé.
Tiếp theo là sử dụng cái mặt sau của một cái nĩa. Mình sẽ làm các bước như thế này để dính cái bánh lại với nhau. Cái thành bánh đó, sau khi mình ịn xuống như vậy nó sẽ dính rất là chặt. Để chắc chắn hơn nữa thì các bạn lật ra mặt sau ịn thêm cũng được. Tuy nhiên là chị sau một lần ịn thôi là chị đã thấy nó dính rất là chắc rồi, nên là chắc không cần phải làm theo cái bước là lật ngược lại nữa đâu. Rồi, nếu mà chưa rõ chúng ta sẽ thao tác lại thêm một lần nữa nhé. Lấy một miếng bánh mì xẹp lép như con tép, sau đó dùng cái mặt sau của cái muỗng cà phê, mình sẽ phết sữa đặc lên ba cái thành của bánh. Sau đó chúng ta sẽ gập đôi lại, dùng cái rìa sau của cái dĩa và mình ấn xuống để cho hai cái rìa nó dính lại với nhau. Các bước này làm rất là đơn giản và nhanh, nên là khi mà làm quen tay rồi cả nhà có thể làm vèo vèo xong hết nguyên bịch luôn. À, ở đây chỉ có lưu ý một chút xíu là cả nhà đừng có dùng lực quá mạnh, đừng có ấn xuống một cách quá lố, không thôi là nó sẽ bị rách đó. Và đó, đoán một chốc là chúng ta đã chuẩn bị xong hết nguyên một bịch rồi, rất là tiện luôn hen. Và bây giờ sẽ đến các cái công đoạn tiếp theo, đó là tân trang lại cho những cái gối này. Nhìn nó trắng, nhìn trong cái gối dữ hen cả nhà hen. Mình sẽ dùng kéo và mình cắt lại cho nó bằng phẳng, nhìn cho nó đẹp mắt. Còn nếu không thì cả nhà cũng có thể bơm kem xong rồi tân trang. Tuy nhiên chị bị cái bệnh thích đẹp á, cho nên là sửa mọi lúc mọi nơi, sửa cho nó đã vô để nhìn cho nó đã mắt rồi sau đó mới bơm kem vô sau. Đã đến lúc giải thoát bịch bóc bông kem khỏi tủ lạnh đông đá ngàn năm. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cách rất là đơn giản nha. Mình tách cái phần ở bên trên chưa có dính vào với nhau đó, cái lỗ mà lúc nãy chị em mình chừa, sau đó bơm kem vào và bơm vừa phải thôi. Đừng có bơm quá lố, bởi vì nếu mà bơm quá lố lát nữa nó sẽ dễ bị lòi phèo lắm. Sau đó chị em mình tiếp tục dùng mặt sau của cái nĩa, mình in giống như nãy giờ mình làm á, để siêu mình khóa cái lớp đó lại. Và tan tan, thế là xong một cái bánh rồi. Và mẹ bầu mê đẹp đẽ lại một lần nữa tỉa tót lại các em này cho nó xinh đẹp hơn. Thì đấy, đây là bước cuối cùng rồi, cho nên là cả nhà làm kỹ một chút xíu. Và một thời gian mà để chuẩn bị cho một cái bánh này á thì tầm chừng có 5 phút thôi. Cho nên là nếu mà trong những cái dịp picnic dã ngoại, cả nhà có thể chuẩn bị được cái món bánh này cho bạn bè, cho gia đình chúng ta thì sẽ rất là thích hợp luôn. Đây, nhìn có giống như ở ngoài hàng bán không? Và nếu mà thích á thì các bạn cũng có thể bơm kem nhiều hơn chị một chút. Tuy nhiên là chị thấy bơm như vậy là vừa đủ rồi, nó sẽ không có bị lòi ra ngoài, mà nó cũng không có dễ bị bung cái nếp mà chúng ta đã làm. Và quan trọng nhất là cái thao tác khi mà chúng ta ịn cái nĩa để mình giữ tất cả các cái nếp lại với nhau, thì cả nhà nhớ phải dùng một cái lực vừa phải thôi, đừng sử dụng lực quá nhiều thì nó sẽ không có bị bung ra. Và chúng ta có bỏ vào trong hộp đem đi thì cũng không có sợ bị tanh banh tét bét ở bên trong đâu. Và tan xin giới thiệu với cả nhà, đây chính là món sữa chua phô mai. Không cần phải đun nấu, không cần phải đứng bếp, không cần phải đứng lâu gì cả. Và thực hiện rất là dễ, trong vòng 5 phút. Cũng không sợ là bột nó có đông hay không, không sợ là cho vừa đủ gelatin hay là bột bắp thì mình khuấy đến khi nào nó bị khét. Và cũng không cần phải rửa thêm một cái nồi nào cả. Cái nước sốt chị ấy á, ăn rất là vừa phải, nó hơi chua chua, nó hơi béo béo. À, mà nếu cả nhà bạn nào mà thích ăn kiểu ngọt hơn một chút xíu thì có thể cho thêm một chút tẹo đường. Nhưng đừng có cho nhiều quá nha, ăn nhiều là sâu răng chết luôn. Chị nghĩ cái công thức này nó đã vừa phải rồi, vì bên trong cũng đã có sữa đặc, không có quá chua, không có quá ngọt đâu. Bây giờ chúng ta sẽ thử ăn một miếng nào. Cái lớp kem ngon quá đi, mong cả nhà thành công nhé.